khi mà bé chuẩn bị bước vào lớp 1 thì hai vợ chồng cũng rất là lo lắng để tìm trường cho bé, để có một cái môi trường học mà sẽ không bị quá nhiều áp lực bởi việc học hành không có gánh nặng về mặt lý thuyết, và cũng như là có những cái về thành tích quá nặng nề khiến cho bé mất đi tuổi thơ của mình. Tuy nhiên là bé vẫn phải đảm bảo được việc là bé phải có được kiến thức này, phải có được khả năng giao tiếp ngoại ngữ tốt này, và phải có được những cái kỹ năng mềm. Thì chính vì vậy mà đã tìm hiểu rất là nhiều ngôi trường, trong đó là mẹ tìm hiểu đến Tuệ Đức. Thì sau khi mẹ tìm hiểu đến Tuệ Đức, mẹ biết được đây là một ngôi trường kết hợp giữa khoa học và đạo học, trong đó thì lấy những cái giá trị về đạo đức, trí tuệ và nghị lực để làm những cái yếu tố để mà giáo dục cho các bé. Thì chính vì điều đó mẹ cảm thấy đây chính là ngôi trường để cho mẹ có thể gửi gắm các bé đi học. Bởi vì ngoài việc có được những kiến thức theo hệ thống của một trường quốc tế, thì cái việc mà giáo dục về đạo đức theo tiêu chuẩn phương Đông của mình cũng rất là quan trọng, và đây cũng chính là những cái mục tiêu mà gia đình muốn hướng đến. Vì vậy gia đình vô cùng yên tâm khi mà gửi gắm con của mình đến với Tuệ Đức. Bé của mình đã theo học ở đây được gần 3 năm rồi. Thì thật sự trong tất cả những lần gặp phụ huynh đối với tất cả các cô giáo, thì mình chỉ có một câu duy nhất, đó là cảm ơn ngôi trường và cảm ơn các thầy cô đã dạy dỗ và yêu thương bé rất là nhiều. Thì sau 3 năm học ở đây thì mình cảm thấy là thứ nhất, bé đã có những tiến bộ mỗi ngày. Đầu tiên là bé tự lập hơn rất nhiều. Khi mà bé ăn thì bé biết tự rửa chén luôn cơ. Bé về nhà thì bé giao tiếp tiếng Anh rất là tốt với lại những cái anh chị ở trong chung cư của mình mà là người nước ngoài. Bé cũng rất là dạn dĩ và bé rất là hay chia sẻ quà bánh hoặc là những cái mà bé cảm thấy là những bạn khác mong muốn, tại cũng rất là chia sẻ. Và chính vì những điều này thì mình cảm thấy là mình đã chọn quá đúng đối với lại cái định hướng và đã cho con mình có được một cái nơi phát triển nhân cách rất là tốt. Mỗi lần mà mình đến trước con này hoặc là mình có những cái vấn đề cần liên hệ với nhà trường thì mình được sự hỗ trợ rất là nhiệt tình từ các thầy cô. Đối với mình, cảm nhận thầy cô tại Tuệ Đức, thứ nhất lúc nào cũng có sự kiên nhẫn rất lớn đối với các con. Thứ hai, mặc dù có sự nghiêm khắc nhưng lại đầy che chở với các con, và dĩ nhiên là có những sự yêu thương bao dung. Trong các chương trình của nhà trường, thực sự mình rất ấn tượng với chương trình là trưởng thành của các bé. Có những cái hè trưởng thành và Tết trưởng thành. Có một lần mình xem một cái đoạn clip thì mình nhìn thấy là các bé thức dậy lúc 4-5 giờ sáng và cùng nhau cầm những cái ngọn nến đi lên trên đỉnh núi và hứng những giọt sương. Thì mình cảm thấy là nó quá đẹp. Sau khi các con đi được những cái quãng đường như vậy, con mới cảm thấy được rằng để hứng được những giọt sương sáng sớm thì mình phải cực khổ như thế nào, và đến buổi tối thì mình lại đốt lửa trại là mình lại phải như thế nào. Các con rất là cố gắng để vượt qua tất cả. Thì đối với mình, những chương trình trưởng thành của nhà trường là một nơi mà giáo dục cho các bé rất là tốt về nghị lực ở trong những cái điều kiện các bé đã có những cái sự dũng cảm để vượt qua và có sự nhẫn nại để mà cố tiếp tục cố gắng và có cả cái sự tĩnh tâm để là tiếp tục vượt qua. Thì đây là những điều mà nhà trường đã trao dạy cho tất cả các con để các con phát triển tốt hơn và thậm chí là đánh thức những cái phẩm chất mà các con còn chưa thấy trong bản thân của mình nữa. Bởi vì con không bao giờ bé lại. Bởi vì những năm tháng mầm non, tiểu học và trung học có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển nhân cách và hành trình tương lai của con. Hãy lựa chọn môi trường phù hợp và trao cho con những giá trị tốt nhất. Ba mẹ hãy cùng Parkway Tuệ Đức kiến tạo các thế hệ học trò tương lai và trao cho con những giá trị hạnh phúc. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, quý phụ huynh vui lòng liên hệ hotline 1900 6462 hoặc truy cập website www.parkway.edu.vn. Cùng Parkway Tuệ Đức vươn tầm tri thức, chắp cánh tương lai.